Quá bất ngờ kỳ diệu, sau vài tuần về nhà mới, ca sĩ Quang Bình đã tự đi lại được. Ngày 18 tháng 10 về Việt Nam thăm gia đình. Vào đầu tháng 9, ca sĩ Quang Bình đã được chuyển về chỗ ở mới tại nhà của chị Vân. Trong khoảng thời gian này, nam ca sĩ được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Khi thông tin anh bị đột quỵ, những người bạn thân và khán giả đã đến và động viên anh. Có thể nói từ sau khi clip nữ danh hài Thúy Nga đưa lên, thì nhiều người bạn và khán giả mới biết được hoàn cảnh vô cùng khó khăn và bế tắc của nam ca sĩ. Và nam ca sĩ Quang Bình những ngày qua được sự quan tâm thăm hỏi của khán giả bạn bè khắp nơi, mà tinh thần của ông đã được giải tỏa hết áp lực về cuộc sống. Và thấy bất ngờ nhất, sau một tuần Thúy Nga đã trở lại nơi ca sĩ Quang Bình ở để xem cuộc sống của đàn anh của mình những ngày qua như thế nào. Hôm nay Thúy Nga đã đi Costco bên Mỹ để mua cho nam ca sĩ tủ lạnh và microwave. Khi trở về nhà của chị Phương, điều ngạc nhiên nhất đó là sau vài ngày mà nam ca sĩ đã có thể đi lại được. Mặc dù hơi yếu, nhưng đây là một điều gọi là kỳ tích. So với những người bị bệnh như nam ca sĩ thì rất lâu mới có thể hồi phục. Mặt ông nhìn có thần sắc hơn. Ông khoe với Thúy Nga, mình có thể đi bộ dọc hết dãy hành lang của nhà chị Vân luôn. Thúy Nga hỏi mấy hôm giờ, anh có ngủ được không? Nam ca sĩ nói mình ngủ được, nhưng mỗi khi gọi điện về cho mẹ ruột và con gái là đêm đó ông thao thức không ngủ được. Ông nói vì thương mẹ già, vì sợ bà bệnh. Nam nghệ sĩ lo đủ thứ. Vào sáng hôm nay thôi, khi một người tinh tâm đến bấm huyệt cho anh, sau khi bấm huyệt xong có nói nam ca sĩ, thử đi mà không cần vất cơ có được không? Nam ca sĩ đi thử một đoạn, anh Tâm và chồng chị Vân nhìn thấy đều mừng rỡ chúc mừng nam ca sĩ. Trong lúc đó, chị Vân chủ nhà đã đưa cho nam ca sĩ chị cơm tắm. Thúy Nga nói anh qua đây rồi thì khỏi sợ đói, chị Vân chỉ xiên lắm. Nam ca sĩ Quang Bình cũng nói anh cũng rất là may mắn, anh về đây khi ngủ dậy xong khi ra ghế đá này ngồi mà anh không nghĩ là mình được ở đây, anh cứ nghĩ là mình đang trong mơ. Khi Thúy Nga cho nghệ sĩ Quang Bình trái sầu riêng và nói anh để dành mà ăn, nam ca sĩ nói ừ, để chờ người yêu của anh về anh và người yêu của anh ăn. Thúy Nga hỏi ủa người yêu của anh là ai? Nam ca sĩ nói đó là anh Khánh, chồng của chị Vân. Thúy Nga xúc động nói như vậy là nam ca sĩ về đây cũng đã có người bầu bạn. Có lẽ vì tinh thần thoải mái mà nam ca sĩ mau bình phục lại sức khỏe, mới đây mà có thể đi lại được. Ngày hôm nay Thúy Nga cũng công bố số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho nam ca sĩ Quang Bình được hơn 16.000 đô. Ca sĩ Quang Bình cũng cảm ơn khán giả đã giúp đỡ và đã ủng hộ tinh thần cho ông. Ông nói sau khi hồi phục mình sẽ kiếm việc làm để không phải ảnh hưởng đến người khác và sẽ cố gắng để không phụ tấm lòng mà bấy lâu nay mọi người đã dành cho ông. Trong ngày hôm nay Thúy Nga cũng hé lộ nghệ sĩ Quang Bình sẽ có chuyến về Việt Nam vào ngày 18 tháng 10 để thăm gia đình. Qua câu chuyện nam ca sĩ Quang Bình mới ngẫm lại, Thúy Nga là người rất có duyên giúp đỡ người khác và cho họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Như trường hợp nữ ca sĩ Kim Ngân, sau thời gian Thúy Nga giúp đỡ nữ ca sĩ Kim Ngân, mặc dù sau này họ không còn đi chung với nhau nữa, nhưng những ngày tháng sau này, có thể thấy Kim Ngân đã có sự tự tin hơn khi giao tiếp với người lạ, không còn vẻ khó chịu hay la hét vô cớ, dần thân thiện hơn với những người xung quanh. Cư dân Thúy Nga giúp đỡ ca sĩ Quang Bình. Sau thông tin ca sĩ Quang Bình, con trai của cố ca sĩ Hùng Cường những ngày qua đã bị đột quỵ nửa bên trái, ông phải tập đi lại rất khó khăn. Ông nói phải cố gắng tập luyện để cho sức khỏe trở lại bình thường, để đi làm, trang trải cuộc sống. Và nhất là nỗi khổ tâm nhất của ông lúc này là tình hình của con gái ruột và vợ bị tai biến, nằm một chỗ ở Việt Nam. Ông bên này hiện tại không có tiền để trang trải nên khó khăn chồng chất. Cách đây ít ngày vì quá cùng cực, quá khó khăn, ông đã gọi điện cho danh hài Thúy Nga nhờ nữ danh hài giúp đỡ. Sau khi video về ca sĩ Quang Bình đang bị liệt phải ngồi xe lăn được đăng tải, nhiều Mạnh Thường Quân đã xúc động đã gửi tiền về cho nam ca sĩ. Mới đây nhất nữ danh hài Thúy Nga là có dịp ghé thăm ca sĩ Quang Bình. Hôm nay có thể thấy thần sắc của nam ca sĩ trong tươi tỉnh hơn lần Thúy Nga gặp đầu tiên. Lúc đầu tiên nữ danh hài gặp, mặt ông trông rất khổ và đăm chiêu như người đã chịu nhiều cú sốc trong cuộc đời. Phần vì bên Mỹ ông đã ly hôn người vợ đầu là Trang Thanh Lan, nên bạn bè của ông cũng rất hạn chế. Phần vì tính tự trọng, từ khi ông lập gia đình mới, ông đã không thường xuyên liên lạc vợ con bên Mỹ Trang Thanh Lan. Do đó mẹ con Trang Thanh Lan không biết gì về bệnh tình của ông. Mới đây vì cảm thấy bức bách, quá khổ tâm, ông mới gọi cho Thúy Nga. Có lẽ ông cũng đã từng xem video của nữ danh hài thường hay giúp đỡ những người homeless tại phố Ban Sa và trường hợp mới đây của nữ ca sĩ Kim Ngân. Mới đây danh hài Thúy Nga đã đưa ca sĩ Quang Bình trở lại phòng trọ tại nhà chị Vân, đã có cuộc gặp gỡ với em gái ca sĩ Quang Bình, đó là ca sĩ Phương Giao. Theo như ca sĩ Phương Giao chia sẻ, hiện tại mẹ ruột
và con gái ruột của ca sĩ Quang Bình đang ở nhà sát cạnh nhà của nữ ca sĩ. Trong buổi nói chuyện lần này, có sự xuất hiện của cô bé tên Xuân, năm nay đã 18 tuổi, con ruột ca sĩ Quang Bình. Cô bé mặt tròn, trông rất xinh, có nét rất giống cha Quang Bình. Con gái Quang Bình đã đậu đại học, quản trị kinh doanh. Hiện vợ Quang Bình đang ở Bến Tre, được gia đình bên ngoại chăm sóc. Những ngày qua, người vợ sau này cũng theo dõi tình hình chồng mình bên Mỹ. Cô cũng có theo dõi channel của danh hài tiếng Nga. Theo ca sĩ Phương Giao nói, ngày hôm qua, ca sĩ Quang Bình mới gửi tiền về cho con gái mua xe để đi học và cô bé dự tính sẽ làm thêm trong siêu thị vì sợ mình làm gánh nặng cho cha. Cô bé cũng rất ngoan. Thiên Nga nói mặc dù đi kiếm tiền, nhưng đừng quá áp lực mưu sinh sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Đừng áp lực quá thì học sẽ không được tập trung. Thiên Nga hỏi con có muốn qua Mỹ không? Thì cô bé nói chỉ qua với ba thôi, chứ cũng không muốn qua Mỹ. Thiên Nga rồi từ từ ba sẽ lo cho con qua đây được. Khi qua đây thì con sẽ có một chân trời mới và con sẽ phát triển và có tương lai. Thiên Nga nói con đừng có lo cho ba con, những người bên Mỹ đã lo cho ba con rồi. Mẹ ca sĩ Quang Bình gặp mặt Thiên Nga qua màn hình điện thoại. Giọng nói của bà vẫn còn rất khỏe và nói chuyện rất minh mẫn. Bà rất xúc động nói lời cảm ơn rất nhiều đến Thiên Nga. Bà nói nhờ có Thiên Nga mà con trai bà đã có chỗ ở ổn định và có thêm nhiều tấm lòng yêu thương. Những ngày qua bà mừng quá không thể ngủ được. Thiên Nga xúc động khi nghe lời cảm ơn của mẹ ca sĩ Quang Bình. Thiên Nga hỏi vậy, sau chia tay ca sĩ Hùng Cường, bác có bước thêm bước nữa hay không? Mẹ ca sĩ Quang Bình nói, mình chỉ buôn bán làm ăn nuôi con đến lớn bây giờ, không muốn bước thêm bước nữa, vì bước thêm bước nữa mệt lắm. Ở vậy không làm phiền ai và ai cũng không làm phiền lòng mình. Khi được Thiên Nga hỏi bác có muốn qua Mỹ không, mẹ ca sĩ Quang Bình nói, Bình đâu có rước bác qua đâu. Ca sĩ Quang Bình nói, mình muốn trở về Việt Nam sống với mẹ đó. Mẹ qua đây làm gì? Mẹ ca sĩ Quang Bình cảm ơn danh hài Thiên Nga. Mong một ngày Thiên Nga trở về Việt Nam, mình sẽ ôm thật chặt và cảm ơn nhiều hơn.